Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay sẽ là một mẫu sản phẩm rất là mới lạ. Và đây là mẫu sản phẩm được một người bạn ở bên Mỹ gửi về tặng cho tôi. Không dông dài nữa, chúng ta sẽ đi trực tiếp vào mẫu sản phẩm này nhé. Mẫu sản phẩm này nó thuộc về anime có tên gọi là Denno Bokenki Web Driver. Là một bộ anime mecha của Nhật được sản xuất bởi Radix và Nihon Exciton, kết hợp với nhà sản xuất đồ chơi Takara, được phát sóng trên TV Tokyo từ ngày 6 tháng 4 năm 2001 đến ngày 29 tháng 3 năm 2002. Như các bạn thấy thì đây chính là một chú người máy, một chú robot ha. Và nó có tên gọi là Gladion. Có một thông tin bên lề là nhân dịp kỷ niệm 25 ngày anime ra đời, Gusmai Company đã phát hành Gladion thuộc Toylight Moderoid vào năm 2021. Những gì liên quan đến phim như là nội dung này nọ các kiểu á thì các bạn hãy tìm hiểu trên mạng nhé. Do tôi không xem phim cho nên chắc chắn là tôi sẽ không biết rõ về phim rồi. Ở đây chúng ta chỉ nói về mẫu đồ chơi DX này thôi. Và phiên bản DX này như các bạn thấy nè, nó có khả năng kết nối với lại TV để chơi game đó các bạn. Khả năng này trong anime gọi là Blood X. Chúng ta nhìn mặt sau nhé. Đây, tính năng chơi cũng rất là thú vị đó các bạn. Kiểu như là chúng ta được hãng tặng kèm một cái cọng dây cáp như thế này nè, và kết nối cái cọng dây này với TV và với cái con DX đồ chơi này, điều khiển nó để mà chơi đó các bạn. Như các bạn thấy cái hình mô phỏng thì khi ở dạng robot kết nối với TV thì cái con nhân vật của chúng ta điều khiển sẽ là dạng robot ha, và bắn đạn kiểu như là tiêu diệt những cái chướng ngại vật về đó. Còn khi chúng ta chuyển nó thành cái dạng xe lửa thì cái nhân vật ở trong TV cũng sẽ là ở dạng xe lửa các bạn ha, một dạng như là đua xe vượt chướng ngại vật về đó. Tôi không có chơi cho nên không rành và tôi sẽ không giới thiệu về tính năng chơi game ở trong clip này các bạn nhé, mà chỉ là cái khả năng lắp ráp của nó mà thôi. Và mẫu sản phẩm này được niêm yết vào năm 2001 là 7.980 yên, quy đổi theo tỷ giá hiện tại đi ha là tầm khoảng 1.400.000 đó các bạn. Còn giá hiện tại của mẫu sản phẩm này như thế nào thì tôi không biết được, do đây là bạn của tôi tặng. Đây các bạn, giá niêm yết ở đây có rõ nè, 7.980 yên ha. Rồi ok, không dông dài nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về mẫu sản phẩm này. Đây là dạng xe lửa. Và theo đánh giá cá nhân của tôi đó, dạng xe lửa này tôi cảm nhận được rằng nó đẹp. Form rõ ràng là đẹp các bạn ha. Ở phiên bản Moderoid của Goodbye Company á, thì tôi thấy được rằng cái màu phối của nó đó là bám sát anime. Nhưng cái việc mà màu tím đi với màu xanh rồi màu vàng này nọ đó, nhìn nó kỳ lắm các bạn. Cái màu của nó kiểu diêm dúa sến súa như thế nào đó. Nhưng mà ở cái phần màu sắc của phiên bản DX này tôi thấy nó là ổn áp, vì màu tím nó không phải là tím nhựa thường, mà nó là tím nhựa clear, mà không phải là ly trong các bạn, nó là clear đục. Chắc là cũng sẽ dễ gãy đó các bạn, kiểu nhựa clear mà. Nhưng mà đẹp thật. Cái cách phối màu, cách đi màu như vậy tôi thấy rằng nó sẽ đẹp hơn phiên bản Moderoid nhiều. Về màu sắc, về phong dáng ở cái dạng xe lửa rất là tuyệt vời luôn các bạn ha. Không chê vào đâu được, rất là đẹp. Và các bạn nhìn nè, ở trên đây nè, các bạn thấy nó sẽ có những cái nút. Đây là cái nút để mà dạng điều khiển chơi game đó các bạn. Đây, không phải là dư thừa đâu ha. Những cái tổ hợp phím nút này nè, bấm này nọ để chọn, để đi cạnh, để bắn đạn này nọ các kiểu á, là để chơi game á. Và để tôi lấy ra cho các bạn xem cái chi tiết này ha. Đây là cái cọng dây để kết nối TV với lại con DX này để chơi game. Là các bạn, cái giắc cắm của nó nè, ở ngay đây nó sẽ có một cái lỗ và ghim vào như thế này. Rồi, ba cái giắc này nè, âm thanh, audio này nọ, hình ảnh á, sẽ gắn vào TV. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầm cái này điều khiển để mà chơi thôi các bạn. Rất là hay luôn, tính năng chơi rất là sáng tạo. Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay đây tôi sẽ không có review về tính năng đó ha. Chúng ta chỉ tìm hiểu về mọi sản phẩm chính này thôi, là tính năng lắp ráp của nó mà thôi các bạn. Và đây là dạng xe lửa, rất là đẹp rồi. Thì ok, không dông dài nữa,
tôi sẽ bắt đầu chuyển nó thành dạng robot. Các bạn hãy xem cùng tôi ha. Đây, trước tiên hết là chỗ này, chúng ta sẽ bung nó ra và lấy cái này ra, vũ khí của nó đó các bạn. Và cái dãy bánh xe này nè, các bạn thấy không, nó sẽ có một cái chốt gài, chúng ta sẽ bung nó ra. Đó, xoay nó như thế này. Cái này nè, nó sẽ gập vào đây nè các bạn. Và cái chi tiết này nè, xếp lại để giữ nó lại luôn. Và cái phần chân này, chúng ta sẽ xoay nó ra. Khớp của nó có cảm giác bị rơ các bạn ha. Không biết sản phẩm mới của nó sẽ là như thế nào. Cái này bạn tôi tặng là một sản phẩm second hand. Rồi, cái phần này chúng ta cũng sẽ xử lý giống như thế ha. Đây các bạn, nắm cái chốt này mở ra và nó sẽ bung ra nè. Rồi, xoay, xếp lại và bẻ này xuống. Xoay phần chân ra thôi. Khớp có phần hơi bị ọp ẹp à. Và đây, mở nó ra, nó sẽ là bàn chân đó các bạn. Thì ngay cái phần này nè, mở ra nó bị khuyết á các bạn, do cái cấu trúc lắp ráp của nó cho nên cái má bên trong của cái cánh chân của nó bị khuyết một góc nào thì nó sẽ không đứng vững. Đây là để giúp nó khắc phục được phần nào cái vấn đề đó các bạn ha. Và rồi các bạn nhìn, chúng ta sẽ xoay một vòng ha, như thế này. Đấy, và chi tiết này bung ra, xoay ra bên hông. Và tiếp tục cái phần người của nó nè, chúng ta sẽ đẩy nó xuống kịch là xong ha. Như vậy là phần thân dưới của nó chúng ta đã xử lý xong. Tiếp tục là phần thân trên của nó, phần đầu xe nè. Thì các bạn nhìn nha, ở ngay đây xếp lại như vậy, xếp lại như vậy. Và hai cái phần này là cẳng tay của nó nè. Đó, bung ra, nó sẽ có cái lỗ và gài vào cái chốt đó các bạn. Hơi bị khó thấy ha. Đây, cái chốt gài vào cái lỗ nè. Và tiếp tục chi tiết này, mở lên, mở lên và xoay nó ra như vậy ha, để dễ thao tác đi. Còn cái chi tiết này tạm thời là để như vậy ha các bạn, tạm thời để như thế không sao cả. Và ở ngay đây nè, khó để cho các bạn thấy ha, vì nó cao quá. Là chi tiết này nè các bạn, bung nó ra. Đó, thấy chưa, bung nó ra như vậy. Ồ, cái kiểu khớp của nó rất là ọp ẹp luôn á. Và rồi, chỗ này bẻ nó lên, kiểu nó là nhựa clear mà nó cứng á các bạn, bẻ cảm giác rất là sợ luôn. Đó, vậy nè, và hạ xuống. Phần tay xoay lại và hạ xuống. Đây các bạn, trượt vào và lòi cái bàn tay ra ha. Thì bên đây cũng là như thế thôi. Xếp xuống, xoay lại và hạ xuống, trượt lên, lòi cái bàn tay ra. Và cái phần này nè các bạn, chúng ta sẽ chỉnh nó lại, tháo ra luôn đi, để nó đây, tháo nó ra để chỉnh cho dễ. Mở cái này ra, nó sẽ trở thành cái khiên đó các bạn, cái khiên. Và đồng thời chỗ này nó cũng sẽ có chỗ để cất cây kiếm vào như thế này ha. Đó là như vậy. Và cái kiếm này nó có khả năng chuyển nữa các bạn, chúng ta sẽ xoay nó, hơi bị cứng vậy. Đó, xoay ra như vậy nè, trượt vào và bẻ xuống là thành cây súng. Tuy nhiên cây súng này không được đẹp cho lắm ha, còn không thì xoay nó lại. Đó, xoay lại là ra cây kiếm. Và không dùng tới, chúng ta sẽ để nó như vậy, xếp lại. Rồi, việc còn lại là ở đây nó có cái nút nè các bạn. Khi mà chúng ta nhấn vào cái nút này á, thì hai cái chốt này nó sẽ thụt vào
và chúng ta sẽ để vào. Rồi ok, nó sẽ bung ra lại và giữ lại thôi. Còn phần cuối cùng là cái đầu của nó ha. Bẻ xuống như vậy. Và có một chỗ hay là chỗ này nè, chúng ta xoay cái phần mặt nạ của nó, cái phần mặt nạ che mắt á, thì cái mặt nạ ở dưới nó sẽ mở lên che cái phần mặt của nó luôn. Đó, tính năng hay ha. Và như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong rồi. Cách ráp của nó đó thì không quá phức tạp nhưng mà hay. Và khi đã chuyển thành cái dạng robot, các bạn thấy nó cũng đẹp quá trời đẹp. Nhưng mà các bạn thấy đó là nó đứng không được vững nè các bạn. Form dáng đẹp ha. Và các bạn biết không, mặc dù rằng nó được ra đời vào 2021, tức là ở thời điểm đó, đa phần những mẫu sản phẩm gắt tay Sentai này nọ đó, hoặc là những mẫu sản phẩm lắp ráp hợp thể đó, là nó không có khả năng action, nó chỉ là lắp ráp thôi. Nhưng riêng đối với mẫu sản phẩm này là nó có khả năng action được rồi đó các bạn. Tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Trước tiên hết là đầu của nó nè, xoay trái phải được nè, nhưng mà ngứa lên cúi xuống không được ha. Tay của nó xoay tròn được nè, đưa lên được nè. Cái này nó dễ trượt quá ta. Và co được như thế này nè. Đồng ý rằng nó sẽ có những chỗ khớp á, nó sẽ liên quan tới cái phần khớp lắp ráp của nó. Nhưng mà chúng ta thấy được là mẫu sản phẩm này nó có khả năng action, nhưng chắc chắn là khả năng action của nó sẽ không được tốt như những mẫu sản phẩm sau này rồi. Nhưng mà là có ha. Người nó xoay nè, chân của nó nè, co lại được nè, và gập được nè. Nhưng mà nó không có cẳng chân để xoay ha. Và có khớp thôi, nhưng mà khớp của nó sẽ không tốt. Và đó là tất cả những khớp của nó rồi đó các bạn. Bàn tay của nó nè, bốn ngón tay có thể mở ra, và tay cái của nó cũng sẽ có khớp xoay. À, cẳng tay cũng có xoay được như thế này nữa nè các bạn. Và bây giờ là những xét cá nhân của tôi đối với mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Trước tiên hết là về form dáng của nó. Khi ở dạng xe lửa các bạn thấy cũng rất là đẹp ha. Và khi nó chuyển thành dạng robot, form dáng dạng robot cũng rất là ok luôn. Đẹp đó các bạn. Về phần màu sắc phối như tôi đã chia sẻ lúc đầu, ngay từ đầu tiên tôi biết đến con này là qua phiên bản Model Roy của Good My Company sản xuất. Thì mẫu sản phẩm này được làm lại theo đúng với cái màu ở trong anime. Nhưng mà do đúng với cái màu của anime đó, cho nên nhìn nó kỳ lắm các bạn. Cái kiểu nó là nhựa tím, tím rõ ràng luôn ha. Rồi màu xanh, rồi màu vàng, rồi xanh lá. Nhìn nó rất là kỳ cục, nhìn nó sến súa diêm vúa lắm. Nhưng đối với màu sắc của phiên bản DX này thì nó rõ ràng rằng rất là ổn. Ổn hơn phiên bản Model Roy rất là nhiều. Khi cái màu tím ở Model Roy á, thì ở phiên bản DX này nó là cái màu nhựa clear tím nhưng mà có ánh xanh ha, cho nên nhìn nó không có bị diêm vúa, và những cái mảng màu này nọ nó đi chung với nhau á, nhìn nó đỡ hơn rất là nhiều các bạn ạ. Cho nên đối với phiên bản DX này tôi vẫn thích hơn về màu sắc của nó. Và bên cạnh đó nó còn có phần khớp action nữa. Tuy rằng khớp action của nó biên độ cử động không được rộng lắm, nhưng đối với mẫu sản phẩm ở những năm 2001 thì đây là điều tuyệt vời lắm rồi các bạn ạ. Chúng ta không thể nào đòi hỏi được những mẫu sản phẩm ở những năm 2000 có thể tốt được như những mẫu sản phẩm của thì hiện tại. Và bên cạnh đó, mẫu sản phẩm này có thêm tính năng kết nối với TV để chơi. Coi như đây chính là một cái máy chơi game luôn đó các bạn. Và chúng ta sẽ ghim cái cọng dây kết nối TV với nó là sẽ chơi game được trên TV ha. Bên cạnh đó, nó sẽ còn những cỗ máy hỗ trợ. Và khi mà chúng ta lắp những cỗ máy hỗ trợ đó vào con này, thì khi chúng ta kết nối chơi game là cái con nhân vật ở trong game của chúng ta cũng sẽ được nâng cấp lên tương ứng như phiên bản đồ chơi lắp ráp bên ngoài. Cái kiểu tính năng chơi của nó rất là hay,
ngay cả thì hiện tại tôi thấy nó còn hay nữa đó các bạn. Kiểu nó hay, nó mới lạ đó. Vừa cầm được một con robot vật lý ở trên tay chơi lắp ráp xoay vặn bẻ, vừa có thể trở thành một cái tay cầm để điều khiển chơi game, điều khiển cái con nhân vật ở trên TV. Bây giờ chúng ta nhìn thấy nó còn là hay, còn là thú vị, thì những năm 2000 nó sẽ là như thế nào các bạn? Rất là tuyệt vời luôn ha. Chỉ có một điều tôi thắc mắc là mỗi sản phẩm này nó có nhiều nơi nó bị lỏng lẻo ọp ẹp á, thậm chí là nó đứng không vững á các bạn. Thì tôi không biết là do mỗi sản phẩm này là một sản phẩm second hand được chơi nhiều quá rồi hay sao á, cho nên nó lỏng lẻo, hay là mua mới về nó vẫn ọp ẹp như vậy thì tôi không biết được ha. Tôi review mỗi sản phẩm second hand cho nên tôi không đánh giá được về cái phần khớp khiết của nó, về cái độ lỏng chặt cứng cáp của khớp khiết. Tôi không thể nào nói chính xác được các bạn ha. À quên nữa, nó sẽ có tính năng đó các bạn, là chúng ta bỏ 4 cục pin vào bên trong người nó và nhấn cái nút này nè, nó sẽ lên đèn. Tuy nhiên có lẽ là nó bị hư rồi các bạn. Tôi đã thử bỏ pin vào và tôi nhấn nó không lên nữa, chắc là bị hư cái hệ thống âm thanh ánh sáng rồi. Và đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.